Dạ vâng, em xin chào tất cả các anh chị nhá. Lời đầu video thì cho em xin được cảm ơn tất cả các anh chị đã mua hàng của Tượng Gỗ Độc Đáo chúng em, đúng không ạ? Và giữa muôn vàn cái sự lựa chọn, các anh chị vẫn chọn Tượng Gỗ Độc Đáo chúng em, thì đó một cái tình cảm mà rất là lớn lao và chúng em vô cùng cảm thấy là hạnh phúc với điều đó ạ. Và trong quá trình mà tiếp xúc với anh chị đã mua hàng, các anh chị cũng có chia sẻ là rất nhiều những cái khúc mắc, những cái vấn đề mà các anh chị chưa hiểu được hết, và các anh chị có những cái vấn đề cần chia sẻ, thì từ những cái lý do đó mà chúng em có thể tạo ra một cái kênh mới, đó là kênh Ngọt Gỗ TV, chuyên chia sẻ những cái kinh nghiệm chơi gỗ, và đây như là một cái cuốn cẩm nang để chơi gỗ anh chị em nhé. Thì rất hy vọng được các anh chị đón nhận và các anh chị ủng hộ chúng em bằng cách là các anh chị hãy ấn đăng ký kênh và chia sẻ những cái vấn đề khúc mắc của anh chị trong quá trình chơi tượng gỗ nói riêng và tất cả đồ gỗ nói chung, kể cả đồ gỗ nội thất, kể cả tất cả những cái mặt hàng gì hoặc tất cả những cái đồ vật gì về gỗ, liên quan đến gỗ như cửa, cầu thang, tất cả mọi thứ các anh chị chơi mà các anh chị gặp cái khúc mắc của anh chị về các cái vấn đề như là nứt này, hay là vấn đề về bảo quản, vấn đề làm mới, hoặc là những cái vấn đề mà khi anh chị chuẩn bị làm những cái dự án gì đó, những cái công việc, những cái sản phẩm gì đó cho trong nhà anh chị, đúng không ạ? Mà anh chị muốn tìm hiểu về chất liệu gỗ này hay gỗ kia có phù hợp hay không, thì các anh chị hãy chia sẻ cho chúng em những cái khúc mắc đó của anh chị để chúng em có thể tư vấn cho anh chị qua những cái video ở kênh Ngọt Gỗ TV anh chị nhé. Thế thì bây giờ thì sẽ có một bạn hướng dẫn anh chị tìm kiếm kênh Ngọt Gỗ TV và đăng ký kênh Ngọt Gỗ TV làm sao để các anh chị nhận được những cái video hữu ích thường xuyên anh chị nhé. Vâng ạ, cách tìm kiếm kênh Ngọt Gỗ TV rất là đơn giản thôi ạ. Anh chị chỉ cần vào ô tìm kiếm và gõ giúp em chữ Ngọt Gỗ TV ra. Vâng, anh chị gõ Ngọt Gỗ TV như này anh chị nhé, và ấn vào nút tìm kiếm ạ. Vâng ạ, đây ạ. Ở đây là kênh Ngọt Gỗ TV, thì anh chị chỉ cần ấn vào nút đăng ký kênh anh chị nhé. Vâng, và ấn vào chiếc chuông này giúp em ạ. Ấn vào chữ tất cả này là anh chị đã có thể cập nhật được những video mới nhất từ kênh Ngọt Gỗ TV. Vâng, tất cả những cái chia sẻ về đam mê gỗ cũng như là cẩm nang chơi gỗ sẽ có ở trong kênh Ngọt Gỗ TV ạ. Dạ vâng ạ, các anh chị đã biết cách đăng ký rồi đúng không ạ? Một lần nữa thì em cảm ơn anh chị rất nhiều. Hy vọng cuốn cẩm nang chơi gỗ mang tên là Ngọt Gỗ TV sẽ đem lại những cái giá trị hữu ích dành cho anh chị. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh chị và xin được cái sự đồng hành của anh chị, luôn luôn chia sẻ những cái khúc mắc của anh chị trong quá trình chơi gỗ của anh chị nhé. Hoặc anh chị cần tư vấn gì hãy liên hệ với em qua số điện thoại hoặc qua Zalo 0355 189 666. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Một lần nữa thì xin chúc sức khỏe anh chị và chúc anh chị luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị.